Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Tám ơi, Tám Kim ơi. Chị Kim. Ai vậy? Có nhà không? Ôi, ai đó? Chị nè. Tôi đây. Trời ơi, sáng sớm mà năm chỉ đi tìm Kim chi sớm mà. Ôi, rảnh không có gì làm, tính kiếm Kim sỏ chỉ chơi mà. Nè, nè, đừng có nói cái giọng đó nghe. Tôi ghét cái thứ chơi chữ đó nghe. Mà nói xin lỗi ông anh tìm lộn Kim rồi. Cái Kim này đít mẹ nó rồi. Không có sỏ được đâu cưng ơi. Chị nói làm sao vậy? Chị đang làm gì trong nhà vậy? Đang may đồ. May đồ, phải chị lấy chỉ sỏ Kim không? Thấy không? Ý tôi là vậy đó. Ai biết cái mặt ông Giang thấy mẹ. À, bữa nay tôi qua đây thăm chị. Với lại có đem chị cái này nè. Cái gì đây? Bảo đảm chị thấy là chị mê. Lần nào qua cũng quà cáp hết trơn hết trọi vậy anh. Ừ, bảo đảm chị thấy chị mê liền. Cái gì đây? À. Qua tờ mê lồn. Qua tờ... What? Cái gì vậy ông nội? Cái gì? Đưa cái gì vậy? Watermelon. Cái nước gì gớm vậy? Nước gì gớm? Đưa coi, cái này làm sao... À, cái này ông thích chứ tôi đâu có thích. Water là nước nè, melon, nước melon mà... Nước melon tôi uống đâu có được, nó xuống máu ông ơi. Cái gì melon? Đây là dưa hấu. Mà tiếng Anh ta đọc là watermelon. Tôi nói cái melon còn đỡ, ông thêm cái dấu vô cái ớn ờ không? Cái chữ nào nó viết mẹ ghi chữ dưa hấu nó đẹp hơn chết, đồng qua tờ nghe. Bà nó có đầu óc bà ông nào không nghĩ bậy bạ không à? Ờ, cái đó ông uống thì tôi không dám uống à. Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Nó đi làm hết rồi anh ơi. Vậy sao không rày chị không có đi đâu chơi sao? Thôi thì bị thấp khớp, đi ra đường đi mệt quá không đi nổi. Tôi nói chị nghe, mình qua đây ở nhà hoài không có tốt đâu. Giống như tôi nè, thấy không? Già từng tuổi này mà vẫn còn đi nhảy đầm exercise. Thấy không? Chị phải đi ra đập nhảy đầm cho thể thao cho nó vui. Không, nói anh đừng cười tôi, chỉ nhảy cái kia tôi không nhảy nổi thì nhảy đầm. Nhảy gì? Thể dục dưỡng sinh đó. Bỏ lâu rồi. Thôi, nếu mà chị nói vậy thôi thì thiệt là tiếc quá đi. Sao vậy? Kỳ này Thúy Nga có tổ chức cái gì đó gọi là nhảy security gì đó. Tôi chỉ chọn security hả? Anh đàn ông anh làm chứ tôi làm gì? Security là gì? Là những người nổi tiếng á. Thì nói mẹ nổi tiếng cho rồi, security ai biết đâu mà tôi mới qua mà tới dùng cái trừ từ chi ác ôn này không biết. Nhưng mà vậy sao không, tôi không nhảy được đâu, anh đi tìm người khác đi, tôi nhảy rồi mất công tôi với anh mít lòng. Là biết lòng trổ tị với tôi mà quen tôi nói thì chính cái chỗ quen biết tôi mới sợ mít lòng. Đâu có gì nó mít lòng. Đỡ vậy. Ừ. Đó, nghĩ sao nhảy mà không nhìn mặt thằng anh mà nhìn cái gì đâu. Đó, tôi nhảy mà tôi không nhìn mặt thằng anh mà tôi nhìn mặt thôi thôi ghê á. Chị bị gì vậy? Tôi bị thấp khớp. Thấp khớp đứng thẳng được hả? Không được. Trời ơi tiếc quá. Vậy kỳ này không biết làm sao mà... Anh quyết định đi thi cho Thúy Nga hả? Ờ, giải thưởng lớn lắm. Nghe thi Thúy Nga tôi cũng tỉnh táo lên liền. Nhưng yên tâm đi, nếu anh đi thi tôi sẽ gửi anh. Cái gì? Tôi quen hết. Sao vậy? Thúy Nga là ruột của tôi mà. Tôi sẽ viết cái tờ giấy giới thiệu cho anh. Anh tới anh chưa thi người ta chấm anh đậu rồi. Chờ tôi đi nghe không? Chờ tôi nghe không? À, lẹ nha. Chờ tôi chút đi. Không ngờ bà bị nặng dữ vậy ta. Hồi xưa đâu có lưng đâu có dữ vậy. Nhưng mà kệ. Bà này mình nghe đồn là bà hồi xưa bà cũng đã nhảy đầm rất là giỏi. Ráng coi coi bà làm cái gì đây. Xong chưa chị? Chị ơi, xong chưa? Chờ tôi chút. Ừ. Chạy lên nha. cái bộ bà ba kia tôi cho anh đi đằng sau được, cái bộ này phải cho đi đằng trước đi, sao ông đĩa hàng tôi hả? Thôi bà, đừng có nằm mơ. Cái hàng này ai thèm đĩa. Giờ làm sao? Bây giờ muốn nhảy phải không? Anh đu tới đâu tôi đu tới đó à. Thi cho ai chứ thi cho Thúy Nga là quốc à. Tại vì tôi coi nhạc Thúy Nga hàng ngày mà, coi nó trẻ ra anh ơi. Rồi rồi, giờ tôi chị tập nhảy nha. Trời, anh mai bộ đồ giống đấu bò quá ha. Đừng nói tôi để làm con bò cho anh đấu nha anh. Chết à, không được. Đây. Trời ơi, romantic quá. Cái ý cái này cầm làm gì? Ngậm vô, mình tập nhảy. À, ngậm gì cút vậy bà? Người ta còn trẻ, người ta còn có răng, người ta cắn tôi ngậm cái nú không ông nội. Bây giờ có nhảy hay là không? Nhảy. Ngậm vô đi. Nhảy thì mở nhạc lên coi. Bắt đầu nha. Ờ. Rồi. Giờ nó vậy mẹ từ trước coi. À quên quên nè, quẹo quẹo cái chân lại, quẹo quẹo lại đó. Yep. Ghê quá. Vô coi. Trời ơi, sao nặng quá vậy bà? Mới mập lên mà. Trời ơi, chơi nhạc này hát tôi chơi luôn với ông à. Bà làm cái gì vậy? Táo bò hả? Táo bò hả? Không phải hả? Bà biết tôi không bò bà? Ờ, táo bò Nhảy tiếp hả? Rồi đi. Vui buồn cùng em. Đời là những chuỗi ngày sầu lo, tình là những bên mơ mộng mơ. Ôi trời ơi, sao ông không đưa tôi vậy vậy? Ơi, thế sao tôi đưa? Bà nhảy tùm lum mà. Thôi đứng lại. Ông nhảy đàng hoàng coi. Đây nè. Lát nè. Khi yêu nhau tuy xa mà gần, cớ sao hoài hãy sống cho tình yêu sống trong lòng anh khi tôi còn xa. Lon hát, lon hát. Hả? Lon hát. Đỡ nổi không? Nổi không? Không nổi. Nổi. À, không nổi đâu. Trời ơi, đuổi lên đi, đuổi lên. Rồi làm gì? Hả? Tôi mệt bà quá. Tôi kêu bà chui qua đây. Chàng quá húi. Không, tôi biết rồi, nhưng mà ông đỡ không nổi. Ví dụ như người ta thọt vô vậy, phải có người đỡ cho nổi. Ông đỡ không nổi, ông bỏ tôi vô rồi bật rộng tôi chết sao? Thôi bò mẹ nó vậy chắc ăn hơn. Mình già rồi mà. Ông đu làm sao lợi thì dân rồi Tuấn Hùng phải không? Nhưng mà mình có cái giải lão niên, hiểu không? Có giải đó thì được. Sao? Tôi nói ông nghe nè. Sao tôi thấy kỳ này nghe? Ban giám khảo chấm toàn là nhạc quê hương được điểm cao không? Vậy 40 là Hương Thủy với Hương Lan. Lát nữa tôi đi thi tôi không lấy tên Kim, tôi đổi tên Hương luôn. Hương? Hương Hồn. Cái tên thi gớm vậy bà ơi. Đó thì vậy đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ lên giới thiệu sau đây là sự xuất hiện đi thi của Hương Hồn à. Thôi bây giờ về nè. Hả? Dầu gì tại bữa nay mình mới tập, mình chưa có diễn. Bây giờ đi về nhà tôi đi. Rồi tôi tập thêm cho bà đồng đi thi. Nè, tôi hỏi bà nè. Bà có quen biết ai trong cái nhà không? Yên tâm đi. Tôi đi thi là có người chống lưng rồi. Hả? Ai vậy? Nguyễn Hưng. Bà con thân với tôi lắm. Thân không? Rất gần. Gần cỡ nào? Chị vợ của thằng em rể thằng bạn tôi là có coi băng Nguyễn Hưng rồi. Nói lại Chị vợ của thằng em rể bà bạn tôi là có coi đĩa của Nguyễn Hưng rồi. Gần không? Thấy gần không? Gần quá. Nó sát cái tivi mà. Tôi nói thiệt với bà nha, từ đây mà tôi chạy ra tiệm Thúy Nga tôi mua dĩa Nguyễn Hưng còn lẹ hơn bà nữa. Trời ơi, gần gì mà gần kỳ cục vậy bà. Có gì đâu, thì tôi nói vậy thôi. Nhưng mà mình đi thi á, là ăn thua là cái khả năng của mình. Đúng. Có nhiều thi nhiều. Ừ. Được chưa? Rồi, bây giờ đi. Rồi, đi. Lấy cho tôi cái cây gậy coi. Chứ vậy? Rồi, tôi thấp khớp, tôi đứng hầu tôi mệt ông ơi. Để tôi xếp cái body lại tôi đi dễ đi hơn. Trả về vị trí cũ. Yêu cầu ông đi trước nha, ông đừng đi sau, ông đĩa hàng tôi hoài không nội. Đi ngõ này nè bà. Ờ, đi ngõ này hả? Ờ. À, thôi đi nha, em đi ơi, em đi ơi. Giờ mặt thấy gớm. Anh đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi. Nhìn cái gì? Tôi nói là một lần chót. Tôi không thể nào sống với cô được nữa. Anh mới nói cái gì? Tại sao anh không thể nào sống với em được nữa? Bao nhiêu năm nay tôi sống với một người vợ đàn bà mà không phải là đàn bà. Anh nói cái gì kỳ cục vậy? Tại sao bao nhiêu năm nay anh sống với em mà anh nói em là đàn bà không phải đàn bà vậy? Chứ từ mười mấy năm nay anh xài hàng gì? Tôi không biết hàng gì. Tôi biết không phải là đàn bà. Tại sao không phải là đàn bà? Đàn bà đó mà người y như con mắm. Tại anh có ác cảm với vợ anh nên anh mới nói vợ anh như con mắm, chứ nhìn em cũng được như con khô chứ. Người ta nói á, nam tu nữ nhũ, có nghĩa là đàn ông thì phải có râu, đàn bà thì phải có. Biết rồi, em thấy anh đưa tay là em biết anh muốn nói có cái gì rồi. À, em cũng có vậy, nhưng mà ông trời ông bắt công ông cho em ít hơn mấy con khác thôi. Chanh không ra chanh, bưởi không ra bưởi, dạt đằng trước đằng sau không rớt miếng nào. Tại anh là chồng mà anh không thương vợ cho nên anh không có nhiệt tình. Nhiệt tình cái gì? Bây giờ anh thử dạt nhiệt tình coi. Bây giờ nè, em liều mạng đứng cho anh dạt luôn á. Anh ráng dạt nhiệt tình chút xíu đi, nó cũng rớt được hai con ốc chứ. Nói cái gì cô cũng cãi lại được hết trơn á. Cãi gì? Lành quá. Mà tôi nói cho cô biết, đó chỉ là cái lý do phụ thôi. Cái lý do chính á, tôi không thể nào ở với cô được. Tại vì cô quá xấu. Tại sao khi ngày yêu em, lúc nào anh cũng khen em ơi em đẹp quá, giờ anh chê em xấu là sao? Trước khác bây giờ nhưng khác. Mà xấu đâu phải là cái tội đâu. Xấu không phải là cái tội, nhưng là nghèo mới là cái tội. Không, cái đó nghèo là mấy ông thầy bói ông nói là tại số chứ không phải cái tội. Cô không tội cho cô không phải tội cho tôi chứ. Cô nhìn nè, tướng tá cao lớn như vậy nè, đẹp trai phong lưu phóng đảng như vậy nè, phải ở một con vợ ốm nhôm ốm nhắc ở căn nhà mà chật chội như vậy, rồi 5 năm nữa như vậy, 10 năm nữa như vậy, 15 năm nữa cũng như vậy, rồi 20 năm nữa cũng... Anh ngưng cái liên khúc như vậy lại đi. Bây giờ này em biết là bây giờ em không thể nào khuyên anh được nữa. Em không thể nào làm cái gì được nữa hết. Bây giờ chỉ có một điều em xin anh, còn con cái của mình nữa. Con cô để dành nuôi, tôi không có dành đâu, nghe chưa? Và tôi nói cho cô biết, tôi cũng không giấu gì cô. Bây giờ tôi đã có người yêu rồi, trẻ đẹp, 19 tuổi, tên là Lisa. Em biết, giờ này anh thích hàng ngoại hơn hàng nội địa. Nhưng mà em lại anh. Gì? Anh ơi, vì con cái của mình, em mong rằng khi nào anh mỏi gối chồn chân, anh trở về đây với mẹ con em. Mẹ con em lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chờ đón anh. Vòng tay để cho thằng nào đi, thằng này không dám đâu. Tôi nói cho cô biết, cho dù mai này tôi có trở thành ăn mày, tôi cũng không lê cái thân tàn ma dại về đây đâu. Cô biết tại sao không? Tại vì cái nhà này là cái ổ ăn mày. Cô nghe chưa? Ổ ăn mày. Gia đình này là ổ ăn mày. Thôi được rồi. Cái áo nè, Nó xúc chỉ em mới giá xong đó. Anh cầm theo để mặc đi anh. Cái áo này hả? Cô giữ để lau nhà đi. Anh ơi, có thể nào anh suy nghĩ lại không anh? Không bao giờ. Anh quyết định như vậy sao anh? Quyết định như vậy. Tiễn dòng. Năn nỉ hoài. Vậy mà nó hiền đó. Vĩnh biệt người vợ khô mực. Hello Lisa hả? Anh nè, Harry Potter đây. Xong xuôi rồi, tiễn cái giọng đó rồi. Kể từ ngày hôm nay hai đứa mình có thể tự do và không bị ai ngăn cấm nha. Nhớ chứ. Ừ. Tặng em cái nhẫn ba carat chứ gì. Chuyện nhỏ. Anh sẽ tặng em nhiều vật quý hơn nữa. Má anh có để lại cho anh một cái hộp nghe không? Anh không biết là hộp gì, mà mỗi lần anh mở ra anh nhìn hết hồn phải đóng lại đó. Ừ em, nó không phải màu trắng tím bình thường đâu, mà nó nổi gân xanh em ơi. Anh nghĩ cẩm thạch đó. Tặng em hết luôn. Cho em hết luôn nha. Ừ, bây giờ em đang ở đâu vậy? Hả? Đang tắm ở Niagara Falls hả? À, anh tới liền. Chào chút nha. Bye em. Trời ơi, nói chuyện đầu nhí khác với vợ già. La 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 li li li. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ dài, chị hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong. Nhung nhớ đêm ngày tóc chị giờ thành hai lai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau. Lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cao. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình. Em ai hát mà nghe giọng quen dữ vậy ta? Dạ, xin lỗi chào bác. Bác muốn tìm ai vậy bác? Lo, em không nhìn ra chồng em đây hay sao? Ai vậy? Tài đây. Xin lỗi, nói bác đừng giận, nhìn bác là xỉu chứ Tài gì. Em nhìn kỹ là coi em. Anh thêm à? Em nhận rồi phải không? Đúng rồi. Nguyên cái bánh bèo có ban tôm khô bị cháy. Anh em về đây làm chi vậy? Bữa nay anh về đây là trước thăm em với con, sau đó thì anh muốn nói một câu xin lỗi vì cái chuyện năm xưa anh đối xử không đúng đối với em. Muộn rồi anh. Tại sao muộn? Anh còn nhận ra chiếc áo này không? Ngày anh đi tôi đã giá cho anh đó. Anh biết tôi giữ nó bao lâu không? Năm mấy rồi. Dĩ vãng rồi. Nghĩ sao đi cho đã, giờ về đây xin lỗi. Trời còn khuya à. Thôi mà em, dầu gì em cũng phải cho anh một cái cơ hội chứ. Hết rồi anh. Ngày xưa tôi lấy anh, tôi tưởng anh là một người đàn ông sống có tình có nghĩa. Tôi nghĩ anh là một người sẽ thương vợ thương con nhiều lắm. Trong khi đó anh là một người đàn ông sống với vợ mà nghĩ tới cặp nhũ là sao? Thôi. Đối với anh nó quan trọng dữ vậy hả? Xin lỗi anh nha. Nếu muốn có mấy cái đó dễ dàng thôi, anh 4.000 đồng bạc tôi quánh cái tới mặt luôn á. Mà đây không có muốn làm, bị vợ anh là một đứa biết lượng sức mình. Tôi như vậy rồi tôi quất cái tay mặt rồi tôi đi làm sao? Đi ra đường anh lúc nào anh cũng phải cho vợ anh nhìn lên với đời, cho cuộc đời nó khá chứ. Anh nghĩ sao mà cứ đi ra đường nó cắm đầu đi vậy? Cái chừng té em. Thôi mà tại hồi xưa anh nghe lời mấy bạn nhậu nó suối bậy anh về anh mới nói vậy chứ thật sự muộn rồi anh. Ngày bước chân ra đi, anh có biết mẹ con tôi khổ sở đến cỡ nào không? Anh ra đi, trong gia đình chỉ còn có 200 đồng bạc. Anh đưa tôi qua tới bên này với 200 đồng bạc đó, với 3 đứa con tôi phải sống như thế nào đây? Tôi cầm 200 đồng tôi khóc và tôi đi ra ngoài đường, tôi đi như một con điên. Cuối cùng tôi lọt mẹ vô casino. Đội trọng làm gì? Ai biết, tự nhiên nó đưa đẩy vô, ai biết vô làm gì. Tôi quyết định rồi, tôi thấy người ta cờ bạc nhiều quá, tôi quyết định tôi cầm 200 tôi bước ra giang hồ. Mà từ xưa tới giờ tôi có biết con bài là cái gì đâu anh. Tôi đâu có biết bánh quánh cái gì. Cái tôi thấy cái chị Việt Nam chỉ ngồi, tôi chạy tới tôi hỏi: Chị làm ơn chị chỉ em cái môn bài nào mà quánh mà cho mau thấy á. Nó hỏi mau thấy là sao? Em nói mau ăn mau thua, quất cái là ăn liền mà thua liền vậy đó. Nó có vốn nhiều đó em, có 200. Nó cười à, bên nó thấy gốm quá à. Có 200 quyết định tôi quánh bài. Tôi nói kệ nó. Cái bên nó muốn mau ăn phải không? Chị chỉ cho môn, hỏi cái gì? Nó roulette. Rồi sao? Tôi tới tôi nhìn một cái mâm, tôi thiệt á. Cái mâm mới lớn vậy nè, trong đó có 38 con số. Tôi nhìn vô tôi đâu biết tôi quánh con số nào. Tôi nghĩ còn 200 đồng này nè, kệ nó cũng cứu con mình quá cơn đói. Nhưng mà tôi giận ông quá, tôi không biết làm gì. Mà tôi cũng biết chọn lựa cái số nào nữa. Cuối cùng tôi nghĩ cuộc đời tôi bây giờ là nothing rồi, tôi quánh mẹ con số 0. Rồi sao? Thiệt ông bà đãi nghe ông. Trời ơi, thằng dealer nó quay cái banh nó chạy vòng rất cái canh ngay màu xanh, số 0 trúng 7.000. Trời ơi may mắn quá. Từ 7.000 đó tôi mới lấy tiền đó tôi đi học neo. Tôi học neo xong xuôi rồi 6 tháng sau tôi còn dư được 4.000, đi học neo có 3.000, 6 tháng sau tôi muốn một cái bàn có 4.000 đồng bạc, tôi vũa neo tôi vũa 5 rưỡi, bây giờ tao 2 tiệm, mỗi tiệm 8 bàn. Làm chủ luôn rồi. Nghĩ sao giờ này đi về đòi chi hả? Về đây làm gì? Thì anh nói rồi, dầu gì cũng tình xưa nghĩa cũ, em nghĩ lại mà cho anh một cơ hội chứ. Cơ hội em cho thằng khác rồi, xin lỗi anh nha. Ai vậy? Anh không cần biết người đó là ai. Người ta quý tôi hơn nhiều kìa. Ngày xưa anh chê tôi là con mắm, trong khi đó người ta cưng tôi hú hồn. Anh đâu có nhìn thấy cái tiềm ẩn trong con vợ anh đâu. Anh lo nhìn bề ngoài không à. Trong khi đó người đó nhìn vô được cái tiềm ẩn của tôi. Người ta ôm cái eo tôi, người ta nói trời ơi em ơi, anh mà lấy em anh lời được 10.000. Tôi nói trời ơi, tự nhiên lấy em có đồng bạc nào đó anh lời được 10.000. Nó nổ cái eo em không hút mỡ hết 10.000. Đó bây giờ ông suy nghĩ coi, ông suy nghĩ cho kỹ coi. Làm cặp nhũ có 4.000 mà hút cái eo hết 10.000. Mày nằm không mày lời 6.000 mà mày không chịu. Nghĩ sao hả? Thôi mà hả? Còn chưa thấy đâu. Nó quý tôi còn hơn là cái gì nữa. Ông biết nó tâm sự với tôi. Nó nói chứ em ơi đứng cạnh em á hả, anh được như dựa vô Tùng vô Bách. Tôi nói tầm bậy. Đàn ông dựa vô vợ không có nói như Tùng như Bách, vợ dựa vô chồng mới gọi là dựa vô Tùng vô Bách. Cái ông nó không dân chơi mà nó thấy em nó chạy 8 cây số nó không dám quay đầu lại. Nó không, trời ơi từ xưa giờ em hiền, em không biết cắt cổ con gà mà anh nói gì dân chơi sợ em. Đúng rồi. Biết nó nói sao không đâu, nó mà đụng tới em 2 cái hàng xương sườn em, nó tưởng em dắt dao găm nó chạy thấy bà nội. Bây giờ ông đi không? Bây giờ ông đi không chứ tôi nổi điên tôi gồng lên một cái là xương sườn tôi nó bay ra là nó chỉ giết ông chết à. Đi đi. Thôi mà từ từ. Được rồi anh sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi á anh muốn nhắc cho em nghe một chuyện thôi. Chuyện gì? Em nhớ hồi lúc mà hai vợ chồng còn sống hạnh phúc á, mình có nghe cái bài Ru Lại Câu Hò đó. Rồi em nói sau này cái hoàn cảnh mình nó có tương tự gì thì em cũng sẽ đối xử với anh vậy đó. Để anh nhắc cho em nhớ nha. Quên rồi. Không anh hát cho em nè, anh hát cho em nhớ nè. Nè nghe nha. Một hôm bão tố mưa dầm ướt con đò dừa, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Em nhớ không? Đó là ca sĩ nó hát, còn tôi ca lẻ, tôi hát khác. Hát sao? Nghĩ sao đi cho đã đời thì ru lại câu hò còn khuya. Trời đó, bây giờ tôi ca lẻ tôi hát như vậy nè. Hát sao? Coi thử nghe có được không. Thấy người xưa kia gặp không may, vui mừng chị hai cười tét rung. Vui quá nên đành lấy chồng giàu sang sướng hơn. Đi đi, tôi không có chứa anh trong cái nhà này nữa, anh đi đi. Ghét. Em kêu anh hả? Anh mới nghe nó ta nè. Tao kêu ta tao lấy đại liên tao nã mày ta ra cho mày đi cho lẹ đó, đi đi. Bực bội à. Ta rõ ràng anh nghe tài rồi. Không mệt quá, tôi kêu đại, tôi kêu phong long vậy á, không được hả? Đi đi. Bực bội à, nhìn cái hết muốn ăn cơm. Ta thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy là sao? Là giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy làm sao? Bà mẹ nó ngu thế ớn à. Cái này mới học mẫu giáo là cô giáo nó chết rồi. Nghĩ sao nãy giờ mình năn nỉ tha, tới hồi tôi tha rồi không nhớ không biết là sao. Vậy là tha rồi đó ông nội. Vậy là tha đó hả? Trời ơi xong rồi. Trời ơi cảm ơn em. Thôi đừng có ôm. Tôi ghét. Tôi nói thiệt với anh nghe, hồi nãy giờ tôi giỡn chơi với anh thôi. Khi anh đi rồi tôi biết thế nào anh cũng có một ngày cái ngày tàn anh sẽ trở về mà. Biết mà. Bực bội à. Mai mốt anh chỉ con Lisa đó cho tôi nha. Thôi mà chỉ nữa, chuyện cũ mà em nhắc hoài à. Chuyện cũ cái gì? Tôi không có phải khi tôi ghen đâu ông. Khi tôi đã chấp nhận cho ông đi là tôi không ghen. Nhưng mà tôi sẽ dạy nó. Dạy gì? Đàn bà con gái xài thấy ơ hào thấy ớn không? Hồi xưa nó bảnh tỏn coi đi về thấy gớm không nha. Đó. Thôi mà ông bỏ. Mới bước vô tôi tưởng là ông mặc đồ Versace. Cuối cùng là đi ra giày đấy hả? Hồi đó cái áo giá không miếng ở trên cái vai đó thôi, tám thẹn đâu để lại, bây giờ mặc đồ thì gốm không? Thôi mà, bỏ qua đi. Anh hứa anh sẽ, kể từ hôm nay anh lo cho mẹ con em cho tới hết cuộc đời của anh còn. Thôi lại. Được rồi, nha. Em nói cho anh nghe nè à. Em đâu muốn cái cảnh gia đình mình tan nát vậy đâu à. Nhưng mà em muốn nói cho anh biết rằng á, mình sống trên đời không phải vì tiền bạc, anh hiểu không? À. Anh về đây với mẹ con em là được rồi. Em không muốn con em nó ra đường nó không có cha à, anh hiểu. Ở ngoài bao nhiêu lâu quần áo gì, rồi ăn uống lấy gì ăn trời. Trời ơi tiền đâu mà ăn em ơi, khổ lắm. Bởi vậy không ăn lấy sức đâu chơi. Nè, never mind, never mind. Never mind. Không, cái câu nói đó là nó phát xuất từ cửa miệng của một người đàn bà mà lâu quá không có gần chồng. Anh biết. Yeah, yeah, never mind. Anh biết rồi. Thôi, take a shower. Đi vậy? Tắm, đi tắm. Chứ vậy? Đầu này tàu hủ không nè. Nghĩ sao trời ơi, sao ông khờ quá vậy ông ơi, trời ơi. Lâu ngày ông mới về đây, con vợ nó gặp ông, nó biểu đi tắm để làm gì? Làm gì? Tắm chi? Do it! Do it! Yeah! Together! Yeah, yeah! sẽ lăn trong tim khuất xa dần, biết đâu tìm mưa thu bay bay. Ê, tâm trạng không được vui. Em hát cái bài đó là có lý do. Mình thì chạy xe ôm mà taxi nó giành khách rồi. Buồn dễ sợ. Thời buổi giờ thiệt nhiều khi tân tiến quá nó cũng mệt. Mà mình chạy xe ôm phải chịu thôi chứ giờ làm sao. Ê, khổ. Xe ôm mà giờ đi rau như bánh bò bánh tiêu vậy á. Ai xe ôm hô? Xe ôm hô? Ai đi? Xe ôm. Xe ôm. Dạ chào anh. Anh đi xe không anh? À, anh đi đâu? Đi xa. Đi xa. Dạ, tiền bạc sao anh? Không thành vấn đề. Dạ không thành vấn đề. Dạ vậy mời anh, em lấy xe anh. Dạ. Đi đâu? Dạ. À, anh mới nói em anh đi xa. Bộ muốn tưởng chở tao đi là dễ hả? Chứ sao anh? Cho tao hỏi một câu được không? Dạ được anh. Trời ơi. Anh hỏi đi. Mày thấy gương mặt của tao sao? Đẹp. Mặt anh đẹp lắm đó nha. Em coi phim Hàn Quốc quá trời luôn. Mặt anh còn đẹp hơn mấy thằng Quốc đó luôn. Mày nói láo. Hả? Mày nói thẳng đi. Đừng có vòng vo gì đi. Mày nói thẳng đi, cái mặt tao sao? Mặt anh xấu chết mẹ luôn đó. Mặt anh á, nhìn giống con chó Nhật đó. Diễn tả vậy luôn đó. Ê, ê, thẳng như vậy mày. Ủa sao anh bị em nói thẳng mà? Thẳng thì cũng thẳng từ từ thôi. Làm dạ, thẳng vậy. Dạ, dạ, vậy chứ ý mặt anh sao? Anh nói đại đi. Bình thường. Hả? Bình thường. À, mặt anh bình thường. Thầy thấy là bình thường rồi đó. À, dạ mời anh mặc bình thường lên xe nha. Em đi lấy xe. Đi đâu? Anh đi xa anh. Xa. Đâu phải muốn chở tao đi là dễ đâu. Ủa về vậy ý anh sao? Cho tao hỏi một câu nữa được không? Dạ được anh. Dạ vui lòng khách đến, vui lòng khách đi mà. Mày thấy cái body tao sao? Hả? Giống người mẫu. Model. Anh giống model. À, đẹp. Quá đẹp anh ơi. Rồi láo. Mày láo. Mày cứ nói thẳng đi. Anh em mày cứ nói thẳng. Nói thẳng đi. Không chuyện gì mày phải sợ. Anh cho nói thẳng luôn hả? Thẳng đi. Nói thì không phải khen cha mẹ anh đẻ anh ra cái tướng bần chết mẹ luôn. Cái tướng này em nói thiệt với anh nha. Không phải model mà cái tướng anh nhìn giống cái mò cao. Nó tơi tả hết trơn. Nó trời ơi thấy ghê quá đi. Nít. Mày thẳng thì mày cũng thẳng từ từ thôi. Thẳng như vậy. Đâu biết anh kêu thẳng với tôi thẳng giờ sao giờ. Tôi đâu dám quẹo khúc nào đâu anh. Vậy chứ bây giờ tướng anh sao anh nói mẹ cho tôi nghe cho rồi đi. Bình thường. Bình thường. Lại bình thường. Dạ. Thôi được, mời anh tướng bình thường lên xe. Đi đâu? Đi xa đó. Đâu phải mày muốn chở tao đi là dễ đâu. Khó quá rồi đó nè. Vậy chứ sao anh? Bây giờ tao hỏi mày một câu nữa nè. Anh hỏi lẹ lẹ đi chứ vợ con em nha. Nó đói nó chết luôn anh ơi. Em khổ dữ lắm à. Anh hỏi gì, anh hỏi lại. Tại sao? Sao anh? Tại sao nãy giờ tao hỏi mày mà mày không hỏi tao? Trời. Bây giờ mày hỏi tao đi. Mày cứ hỏi thẳng. Mày hỏi cái gì mày hỏi. Hỏi đi. Hỏi đi. Anh cho hỏi thẳng luôn hả? Ừ. Em hỏi thẳng luôn nha. Ừ. Anh có bị điên không? Mày giỡn mặt với tao hả? Mày thẳng thì mày cũng thẳng từ từ thôi. Thôi vậy em hỏi mé mé. Em sẽ hỏi mé mé, em không hỏi thẳng nữa. À, anh chích ngừa chó dại chưa? Không vừa lòng luôn hả? Làm sao cho anh vừa lòng đấy? Thì đại khái thí dụ cho bây giờ mày hỏi tao là tình yêu được đó. Thì thà vậy đi, anh nói mẹ vậy cho tôi dễ hỏi đi. Anh cứ vòng vo hoài. Bây giờ ta hỏi vậy là anh có người yêu chưa? Khóc vậy là chưa có người yêu rồi. Có rồi mà. À, anh có rồi, anh vui, anh xúc động. Vậy là anh có người yêu rồi. Sao thay đổi thời tiết nhanh quá vậy? Hạnh phúc quá hả anh? Chia tay rồi. Chia tay. Ồ. Ồ. Em hiểu tại sao anh... Dạ. Ê, giờ đi ha anh ha. À, hỏi rồi, em hỏi anh rồi, giờ đi được ha anh ha? Đi được chưa? Sao vậy? Đi đâu? Đi xa. Đâu phải mày muốn chở tao đi là dễ đâu. Chứ sao nữa? Rung rồi đó nha, em rung rồi, em bắt đầu rung rồi đó. Sao? Mày biết cầu Bình Triệu không? Biết anh, trời ơi, dân xe ôm không biết, cầu Bình Triệu biết anh. Mày biết cầu Ông Lãnh không? Dạ biết, trời ơi, gần chỗ em luôn. Thế mày có biết kế cầu Ông Lãnh là có cái cầu chữ Y không? Dạ biết. Mà hình như gần cái cầu chữ Y nó có cái cầu Chà Già. Dạ đúng đó, đúng. Mày chở tao xuống cầu Cần Thơ đi. Anh quăng lựu đạn xa quá nha anh. Anh quăng xa lắm á, chứ không phải gần đâu nghe. Thôi được, giờ chở anh xuống cầu Cần Thơ cũng được. Nhưng mà bây giờ tôi nói anh nghe, cái cầu Cần Thơ nó nối hai cái tỉnh là nghe. Một là cái Vĩnh Long. Đầu cầu bên này là Vĩnh Long nha. Đầu cầu bên kia là Cần Thơ. Anh muốn xuống bên Vĩnh Long là tiền khác, mà qua Cần Thơ là tôi tính tiền khác. Tao xuống giữa cầu. Anh ơi, em hỏi anh thiệt nha, thực sự ra đâu có ai ở giữa cầu đâu, ở giữa cầu cái sông mà. Anh ở nhà đó với ai? Tao đâu có đi tìm nhà. Chứ anh làm gì? Tao đi xa. Đi xa? Tao muốn bước lên cầu. Muốn bước lên cầu? Sau đó tao bước lên thành cầu. Bước lên thành cầu chi anh? Tao giang tay ra. Giang tay ra chi? Nói tao to chút coi. Tao hít thở. À, tập thể dục. Sau đó tao reo lên 3 tiếng. Anh yêu em. Không, vĩnh biệt em. Rồi sao nữa? Sau đó tao lộn xuống dưới. Tao mằn tồn mấy vòng. Sau đó tao chúi xuống. Mày thấy cái chết tao có đẹp không? Đẹp, chết đẹp lắm à. Có lãng mạn không? Lãng nhách à. Nhưng mà tôi nói anh nghe, bây giờ tôi chở anh lên cầu cũng được. Anh nhảy xuống đó rồi lỡ có ai thấy tôi chở anh lên đó tưởng tôi đạp anh xuống. Vậy cái chết của anh ai chịu trách nhiệm? Thì mày. Nó có vô duyên vậy. Thôi bây giờ vậy tôi nói anh nghe. Giờ tôi khổ lắm. Tôi khổ tôi mới chạy xe ôm. Bây giờ tôi lại anh nè. Giờ anh muốn gì tôi lại anh hết. Tôi giờ tôi cho tiền anh đi xe khác giùm tôi được không? Mày khi dễ cái mặt tao hả? Chứ bây giờ tôi khổ quá à. Tao tức. Tao tức là từ hồi sáng tới bây giờ tao đi gặp 10 thằng xe ôm. Trong đó mày là cái thằng thứ 11. Mà 10 cái thằng kia không bao giờ thằng nào chịu chở tao. Con mình mày chở. Em hiểu tại sao 10 thằng kia nó không chở anh rồi. Em hiểu rồi, là tại vì em gặp hoàn cảnh giống như nó. Em mới biết là 10 thằng đó với lại em là tại vì tụi em khùng nên không chở anh. Anh tỉnh quá, không ai dám chở. Hả, vậy thôi ha. Về đi. Dạ, anh đi đi. Tạm biệt mày. Dạ, chúc anh Thường Lộ bình tĩnh. Dạ. Nhớ đó nha. Dạ. Không phải chở tao đi là dễ đâu. Em biết rồi. Dạ. Xe ôm chở anh không được đâu. Chỉ có xe mà có rồng, có phụng mà màu đen, màu trắng đó. Chở anh. Dạ. Nhớ đó nha. Dạ, em nhớ rồi anh. Sơn ơi. Dạ. Cho hỏi câu được không? Ôi, mày đi đi. Cái thằng xe ôm mày chạy đi. Không có, em ra hiệu nó vậy thôi. Nhớ đó nhờ. Em biết rồi. Dạ không có, em bình tĩnh. Dạ. Sao xui dữ vậy? Hồi sáng giờ không có khách. Đốt phong long 2 lần rồi. Bây giờ vô đốt xe. Xui như quỷ. Xe ôm mà gặp cái gì đâu không? Xe ôm. Có khách. Có phải xe ôm không? Có xe ôm anh ơi. Ừ. Anh. Chào anh. Ừ. Anh muốn đi xe ôm anh? Ừ. Dạ, anh muốn đi đâu anh? Đi xa lắm. Xa. Ôi, con gian dái đừng cho con gặp giống hồi nãy nữa. Trời ơi, nó biểu con chở xuống Tú Cồng Mỹ Thuận nữa là tiền bạc sao anh? Không thành vấn đề. Nhưng mà trước khi đi á, cho tao hỏi mẹn cầu. Hả? Giờ bữa nay nó xả ra nhiều dữ vậy. Dạ anh hỏi đi anh. Anh cần một lực lượng xe ôm hùng hậu. Mày có chừng 20 chiếc không? Anh cần 20 chiếc hả? À. Trời em chút, trời ơi, tưởng anh hỏi là cái body anh sao. Được, cái này thì được. Alo. Dũng Dũng, tao cần 20 chiếc. 20 chiếc xe. 19 chiếc thôi, 19 chiếc. Bậy, 20 chứ không phải 19. Dạ không, em kêu nó tới 19 với em nữa là 20. Cái lỡ nó tới 20 anh bỏ em sao anh? Đúng, đúng. Dạ. Anh hứa không có bỏ rơi mày. Dạ, dạ. 20 chiếc. Chắc là đám cưới đám hỏi gì á. Người ta thích lạ mà. Vậy nha. Rồi. Anh. Sao? 15 phút nữa. 15 phút nữa tới phải không? Dạ đúng rồi. Chờ anh chút, mình kêu bạn anh. Dạ, em chờ. Trung Ánh ơi, vậy khỏe rồi. Ui, gặp gì đâu không? Bây giờ là ok rồi đó. Alo. Mày hả? Ừ, nào ở đâu? Ở còn ở quán bà Ba Mập phải không? Được rồi, ở đó chờ ra ha. 15 phút nữa tao kéo 15 thằng chơi khô máy mày luôn. Sao? Tao là giang hồ, đổ máu chứ không đổ lệ. Thấy chưa? Mày không tin tao cái gì? Hả? Nói chuyện cái này anh tao nè. Nói chuyện đi. Nói. Alo. Dạ đúng rồi, em ảnh à. Bên em hả? Bên em 20 thằng. Sao anh? Ủa bên anh có 15 thằng hả? Trời 15 thằng kêu 20 chi trời. Tốn tiền. Sao? Nam Nhi Đại Trùng Phu hả? Dạ, giang hồ đổ máu không đổ lệ. Dạ, không muốn chơi sao chơi à? Dạ, quýnh chết mẹ em hả? Ủa anh sao tự nhiên ông đòi quýnh chết mẹ em à? Mày biết đi đâu không? Đi đâu? Đi chém lộn chứ đi đâu. Cái gì? Anh kêu xe ôm tới đặng chém lộn với người ta. Chứ sao? Anh rảnh quá. Tự nhiên sao đi chém lộn, mắc mới gây chuyện người ta kìa. Nó xúc phạm anh. Nó làm gì xúc phạm anh? Nó đang ngồi trong quán bà Ba Mập. Anh đi bộ tới, anh gặp anh lịch sự, anh giơ tay anh chào nó. Nó không chào lại thôi. Mà nó con nhìn nó làm gì nè. Mà kế anh có con chó. Em không hiểu hả? Anh đứng ra ha. Con chó kế bên. Chó kế bên. Nó làm gì nè. Thầy ghét không? Ai vậy? Thằng Bảy Lé. Nó nhìn anh nè. Mà nó chửi anh là chó không? Xúc phạm anh. Anh em nói anh nghe nè. Anh ơi, có thể là có sự hiểu lầm gì không? Không hiểu lầm gì chăng á. Anh điện thoại cho cái người đó em nói chuyện được không? Được rồi. Dạ, coi chừng hiểu lầm. Tao kết mày rồi đó. Dạ. Ừ. Nói đi. Ông tên gì? Bảy Lé. Alo. Anh Bảy Lé, anh Bảy Lé. Em lên xe ôm. Hả, đàn em của ai hả? Đàn em của ai? Tài chó điên. Đàn em của Tài chó điên. Mà có chuyện gì không anh Bảy Lé ơi? Tại hả sao? Anh ghét ai kêu anh Bảy Lé không hả? Em xin lỗi anh, tại em đâu biết tên. Tại anh Tài nói vậy á. Anh Tài nói anh tên Bảy Lé, em mới nói là tên Bảy Lé chứ. Mà em hỏi thiệt anh có lé không? Ủa có lé thiệt luôn hả? Thì anh lé, người ta kêu anh lé chứ có gì đâu, đâu sao đâu. Cái đó đâu có gì đâu. Cái đó giống như là từ chơi, nói chơi mà. Đâu thì mình lé nữa, mình lé chứ có gì đâu. Thì giống như nếu mà mình lé thì mình chấp nhận mình lé đúng không? Mà chết mẹ, ổng lên 30 thằng rồi. Cái gì? Ông nói ổng ghét ai kêu ổng lé, xong rồi em cứ lé. Em lên 10 lần lé, ổng lên 10 thằng. Cái này lâu cá thiệt. Ê, bé lé. Cái gì? Mày lên 31 thằng hả? Tao nói chuyện cái thằng em thôi rồi mày tính ra mày. Cái chết hả? Được rồi, ở đó đi. 31 thằng hả? Yên tâm, 31 thằng không thành vấn đề. Mày kêu cho anh thêm 20 thằng nữa. Mình kéo 40 thằng ba chơi 31 thằng đó. Anh ơi, xe ôm đâu nhiều dữ rồi. Kêu đi. Chết rồi. Nãy gặp thằng điên, bây giờ gặp thêm con chó điên này nữa. Chết tôi. Xui như quỷ. Đi không coi ngày luôn. Alo Dũng hả? Dũng kêu người tao 20 thằng nữa đi. Đi chém lộn ai biết hả? Sao mày chửi tao rảnh hả? Tụi bay bận hết rồi hả? À, vậy thôi để tao giải quyết cho. Nhắn với má tao là xuân này con không về nha. Sao? Anh ơi, xin lỗi anh. Xin lỗi gì? Bạn em bận hết rồi. Cái gì? Bận hết. Tụi bận cái gì? Bận hết rồi. Tại vì lễ mà. Thành thử đứa chở má nó đi coi bóng đá. Đưa chở chị nó đi siêu thị. Đưa chở anh nó đi đá banh. Đưa chở chú nó đi bú. Cái gì? Cái gì? Chú nó đi sở thú. Đưa chở bà vú đi cho con nó bú. Bận hết. Mày đừng có xạo nha. Bận thiệt không? Bận thiệt hết rồi. Mày lé mép lên nha mày. Không thiệt bận. Nói hồi giá mày nói là tao dẫn con đi lùm lon lắm à. Hả? Không có. Hay là mày dẫn tao mua dép Lào? Không có. Bận hết rồi. Bận thiệt không? Dạ anh đi kêu khác đi nha. Được rồi. Tao tính gì? Hay là... Được rồi, cho tao chút. Tao không bỏ rơi mày đâu. Nãy vô tao thấy mày, tao kết mày rồi đó. Em lại anh bỏ rơi em đi. Không, mày nói vậy tao tự ái nha mày. Thôi. Nghe? Không được nói vậy. Dạ anh đừng buồn đó. Dạ anh đừng cắn em là được rồi. Không biết có ngày nay. Alo. Không biết có hôm nay. Alo. Mày é hả? Tao nói é chứ phải lé nha mày. Mày lên 30 mấy thằng hả? Được rồi. Mày 30 mấy thằng với mày á, ở đó chờ đi. Một lát tao với đàn em tao qua. Chơi hết tụi bay, chơi khô máu đây luôn. Vậy đi. Ai mà chơi? Có ai làm mà chơi? Anh với mày. 2 thằng chơi 30 mấy thằng đó luôn. Em có đi học. Sao? Hồi xưa cô em nói là số 2 á, nó nhỏ thua số 30 mấy, 10 mấy lần á. Mày nhát quá, mày cứ nghe lời anh mày. Lấy xe, chở tao đi. Anh ơi. Mày làm cái gì vậy? Máy xe chưa nổ là em đã nổ trước nó rồi. Ôi mày nhát quá thì không biết nữa. Bây giờ đổi cách khác đi, anh chơi kiểu này chết em rồi. Thôi được rồi, để anh tính cho. Bây giờ vậy, anh sẽ kêu đàn em tới tăng cường. Dạ, được á. Trong thời gian chờ đợi, dạ, mày lấy chiếc xe, dạ, chạy qua quán bà Ba Mập. Dạ. Mày vô mày chỉ mặt từng thằng. Mày chỉ mặt 31 thằng đó. Rồi mày chỉ thẳng vào thằng Bảy Lé. Mày nói, tao linh xe ôm, đàn em của Tài Chó Điên, một mình tao chấp hết. Đi đi. Bây giờ em qua quán bà Mập, em chỉ vô mặt từng thằng, em sẽ hô to lên là tao là thằng Linh xe ôm, em của thằng Tài Chó Điên, một mình tao chấp hết. Anh ơi, tụi nó mẻ dao hết. Nó chém em mẻ dao hết. Trước khi anh đi, có gì anh cho em biết bữa nay ngày mấy. Như vậy, để ba má em biết làm đám giỗ. Thôi bây giờ mày chơi... kém lộn mà mày nhát có vậy không? Em cái máu em nhát lắm. Bây giờ vậy nè, em chỉ anh. Sao? Bây giờ để em đứng lên em chờ đàn em anh cho. Rồi anh qua bên quán bà Ba Mạch trước đi. Rồi sao? Xong rồi anh chỉ vô mặt từng thằng. Mặt anh giữ anh. Anh phải giữ anh. Giữ như con chó vậy đó. Tao là thằng Tài tối đêm. Đàn em của thằng Linh xe ôm. Đàn anh? Đàn anh của Linh xe ôm. Một mình tao sắp hết. Rồi cho địa chỉ nhà ba má anh. Gì vậy? Em sẽ dẫn hai ông bà đi hốt cốt anh. Tại vì cốt của anh nó không nằm một chỗ mà nó sẽ văng mỗi nơi mỗi khúc. Chỉ có một mình em nhớ mà thôi. Mày giỡn mặt hả? Giỡn mặt cái gì? Bây giờ mày chơi không? Mày chơi với tao luôn nè. Má tao không quýnh mày, tao con mày đó. Mày chơi không? Cái gì vậy? Mày chơi với tao không? Hả? Mày ăn no mày rửng mỡ hả? Mày điên hả mày? Người ta nhìn lầm con chó, người ta kêu con chó mắc mới tới mày. Hả? Mắc mới tới mày, mày nổi sung mày đòi quánh người ta. Hả? Giờ mày chơi với tao không? Tao đập mày luôn à. Thôi mà. Tao chết ở đây chứ tao đâu ngu tới đẳng cho nó chém mỗi nơi mỗi khúc. Thôi. Đồ khùng. Thôi bình tĩnh lại đi. Tại vì nãy tao nói thiệt với mày á, tao đi trên đường gặp nó, tao tưởng nó không phải là giang hồ, tao mới hù đó thôi. Nhưng mà giờ mày nói vậy thì tao tỉnh ngộ rồi. Tao sẽ hứa là tao bỏ qua chuyện đó. Mày đặt không phải là giang hồ, thôi đi mày đặt hăng máu làm gì? Mày ăn no tao mập rồi, mỡ mày dư rồi, mày thừa rồi, mày lên máu rồi mày sung hả? Mày đặt mày đi lấy số cho người ta. Mày lấy số không tao đưa cho, cái số chạy hòm kìa. Thôi, được rồi, thôi bỏ qua ha. Được rồi, thôi bây giờ... Thôi đi, đi, cho ta làm ăn. Rồi, cảm ơn nha. Chứ gì đâu. Bực mình. Tưởng nó trúng cái khách xịn. Cuối cùng đồ tàu lao. Cái gì? Đi thôi đâu. Đi đâu? Là đem chém chết chích mẹ này cho tao. Thằng nào? Thằng em của thằng Bảy Lé. Hôm nay tao gặp tao chào, tao lịch sự xin lỗi đó. Nó không bỏ qua, nó còn cười khi dễ tao mày. Nó cười sao? Nó cười. Nó là đứa nào? Thằng Chính nó hô. Mất dạy. Mày đã hô kệ cha ra đi. Mắc mới ảnh hưởng tới mày. Mày muốn lấy số nữa hả? Tao dậm mày luôn đó. Thôi 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 đi. Mày đi nhanh vậy. Cho hỏi một câu được không? Mày đi đi nha. Mày hỏi câu gì? Hết chưa? Hết rồi. Chào khán giả đi rồi vô. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và thay mặt cho Khoa Nguyễn và anh Chí Tài gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị.